Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và em đang đứng trước chùa Phổ Quang anh chị. Không ngờ là mấy năm không quay lại chùa Phổ Quang, hôm nay rất là đẹp luôn anh chị ơi. Hôm nay chùa xây khang trang và hiện đại hơn. Mọi thứ gần như là thay đổi, không còn cái gì là cũ ngày xưa nữa anh chị ạ. Ok, mời anh chị ngắm một vòng xung quanh chùa Phổ Quang nha. Và đây là phía trước chùa Phổ Quang. Bây giờ mời anh chị cùng đi vào trong nha. Cho trong qua xíu. Cái này là người ta viết xong rồi gắn lên nè anh chị ơi. Bà con mình viết xong gắn lên nè. Giờ anh đọc một câu nha. Nguyện gia đình bình yên, tình yêu suôn sẻ, con gái học giỏi, công việc ổn định, mẹ già sống lâu. Đây là những cái câu cầu, những cái câu mà người ta mong muốn, người ta ghi lên đây anh chị. Em đọc thêm một câu nữa nha. Con nguyện sức khỏe hai bên gia đình thật nhiều, sức khỏe bình an, vạn sự như ý. Nguyện tương lai được chọn tiếp bên nhau. À, ok, chúng ta cùng đi vào trong anh chị ơi.
nhiệt vô, cài. Cô chờ cứ ngắt lại.
tiếu vì cái này mới xài mới mới xài hồi xưa đâu có bên này đâu, hồi xưa chỉ có cái dây chỉnh điện, cái tháp này cái tháp bên kia là cái tháp bên kia là năm ngoái mẹ con mình đi xây nhưng mà chưa bà về rồi còn không còn lương, bà về rồi đây.